Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay nhà vườn em chia sẻ với các cô bác, các anh chị và các bạn về cây hồng vuông Nhật Bản. Hồng vuông Nhật Bản là một loại hồng ăn quả mà quả chín ở trên cây, không cần phải ngâm hay giấm như những loại hồng khác nha các bác nhé. Em quay ở đây là cây giống hồng vuông Nhật Bản ở thời điểm hiện tại nhà em. Chắc là nhiều bác sẽ thắc mắc là tại sao cái cây giống nó lại như cái que củi thế này đúng không ạ? Cái đặc điểm của hồng vuông Nhật Bản thì cứ vào cuối mùa thu, lúc mà thời tiết hanh khô thì hồng nó chút hết, cái hồng vuông Nhật Bản này nó chút hết lá. Lúc đó cũng là lúc mà đã thu hoạch quả xong nha các bác nhá. Khi mà sau khi thu hoạch quả thì tất cả lá ở cái hồng vuông Nhật Bản này nó cũng chút hết. Và trên cây chỉ còn trơ trọi lại mỗi cành thôi. Và nó sẽ mất một thời gian dài nó mới nảy mầm nha các bác nhá. Như cái cây giống của nhà em này thì nó vẫn còn tươi, vẫn tươi và cực kỳ là khỏe. Và các bác về trồng cái hồng mà không còn lá như thế này ấy, hồng rụng lá như thế này ấy, thì rất là đảm bảo. Tại vì khi mà cây nó không còn lá thì nó sẽ không bị cái tình trạng mất nước, thì cây sẽ rất là đảm bảo. Khi nào mà thời tiết ẩm một chút thì bắt đầu nó nảy mầm, nảy lộc và ra xuân là nó cũng những cái cây lớn là bắt đầu đơm hoa và chưa kết trái. Hồng vuông Nhật Bản thì rất dễ dàng đậu trái nha các bác nhé. Đặc biệt là rất sai, trái to và cái cực kỳ là ngọt luôn ạ. Có một số cây thì khi mà nhà em dâm xuống thì nó nảy lên như thế này, nhưng cây này mà các bác về trồng thì nó cũng rụng hết lá thôi ạ. Còn đây là cây hồng giòn ngâm. Đây là cây hồng giòn ngâm nha các bác nhé. Hồng ngâm thì có hai loại, có một loại hồng Bắc Cạn và có một loại hồng Lạng Sơn. Trên thị trường thì có một loại hồng quả cũng vuông nhưng mà bé. Đó là cái quả hồng đấy cũng là hồng ngâm ạ. Nhưng quả thì nó không to được như quả hồng vuông Nhật Bản. Và đặc biệt là quả phải ngâm thì mới ăn được. Hồng đấy thì chín sau hồng vuông Nhật Bản nha các bác nhé. Thời điểm này thì hồng đấy lá vẫn rất là xanh tốt và quả thì cũng mới bắt đầu ngả vàng thôi. Cái hồng giòn này ấy, nó rất là dễ nảy mầm. Như thời điểm hiện tại nhà em đánh lên như thế này mà mầm đã nảy rất là đẹp rồi. Hồng này thì cũng rất dễ nảy mầm nha các bác nhé. Đặc biệt là chỉ khi nào mà rét lắm thì nó mới rụng lá thôi. Còn cái hồng này thì thời điểm hiện tại thì lá hầu như là vẫn rất là xanh. Đây là cây nhà em đánh lên để nhà em dâm ủ đấy mà nó còn tốt như thế này đấy ạ. Trong các loại hồng thì có hồng vuông Nhật Bản là loại chín ăn ở trên cây thôi. Còn có một loại hồng nhân hậu thì quả chín đỏ như quả cà chua, hồng đấy là hồng tháng 8. Quả đấy thì phải giấm chín thì mới ăn được. Còn hồng ngâm thì các bác phải ngâm nước tầm khoảng 2 đến 3 ngày thì mới ăn được ạ. Hiện tại thì cây giống hồng vuông Nhật Bản nhà em, cây giống và cây to thì cũng đều chút lá như thế này. Các bác để ý ở trên hình bên phải, cái cây này sau khi thu hoạch quả thì lá cũng đồng thời cũng đang bắt đầu rụng. Lá cũng đang bắt đầu rụng như thế này nha các bác nhé. Thân nó thì vẫn tươi ạ. Thân nó thì rất là tươi. Cây này mà các bác về trồng thì đảm bảo là cây không bị mất nước và tỷ lệ sống gần như là 100% luôn. Khi nào mà thời tiết độ ẩm cao thì nó sẽ nảy mầm. Cái hồng vuông Nhật Bản này thì cái thời gian nảy mầm nó cũng khá là lâu,
phải mất tầm khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, có khi đến 2 tháng nó mới nảy mầm cơ ạ. Nhưng nhà em bán hàng cam kết chuẩn giống nha các bác nhá. Cam kết chuẩn giống Hồng Vông Nhật Bản luôn. Nhà em có cả cây lớn, có cả cây từ 10 đến 20 năm tuổi. Các bác có nhu cầu trồng cây cỡ nào thì liên hệ trực tiếp số 0977 516 966 ạ. Em có cỡ cây lỡ đến từ cỡ cây lỡ đến cỡ cây lớn. Cây hoành từ 50 đến 80 90 cm ạ. Và các bác để ý ở hình bên phải nhá, ở hình bên phải là cây hiện tại không còn một cái lá nào luôn. Cây hiện tại không còn một cái lá nào luôn ạ. Các bác muốn mua cây như hình bên phải, nhà vườn em cũng có nhá. Hiện tại thì cây, những cái cây rụng hết lá như thế này thì đánh lên rất là đảm bảo luôn. Hiện tại các loại hồng ngâm cũng như là hồng nhân hậu thì lá vẫn còn rất là xanh tốt. Lá vẫn rất xanh tốt kể cả cây lớn ạ. Nhưng riêng Hồng Vông Nhật Bản thì cây lớn hay cây bé thì cũng đang chút hết lá rồi. Đấy là cũng là cái đặc điểm tự nhiên của nó. Cho nên sau này các bác mà về trồng cứ đến cái mùa này mà nó chút hết lá thì cũng là bình thường nha các bác nhé. Bác nào có nhu cầu trồng cái hồng vuông Nhật Bản này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em số 0977 516 966 ạ. Hồng này thì không có hạt, quả dẹt vuông mà khá là to. Hôm nay nhà em tiện đây thì nhà em cũng đánh 1.000 cây để giao cho khách. Em quay cho mọi người xem cái thân và cái gốc cây nhà em đang đánh cho khách nhé. Bác nào có nhu cầu mua trồng ở thời điểm hiện tại thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em ạ. Nhà vườn em thì khá là bận và khách gọi nhiều, cho nên nhiều khi các bác gọi vào thì máy bận hoặc là không liên lạc được. Thì các bác vui lòng nhắn tin vào Zalo số 0977 516 966 nhé. Cái gốc Hồng Vông Nhật Bản nhà em thì gốc rất là to. Gốc to, to mập. Hầu như là từ bằng ngón tay trở lên ạ. Cao từ 60 đến 80 phân. Cây mà tầm này các bác trồng thì sẽ rất là đảm bảo luôn. Tại vì cây nó rụng lá rồi thì cây nó hầu như là không bị mất nước. Nhà vườn em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ. Cô bác, anh chị và các bạn cần tư vấn hay cần tìm hiểu về cây gì thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em nhé. Nhà vườn em có các loại cây ăn trái, từ cây giống cho đến cây lớn, và có các loại cây nhập khẩu ạ.